Xin chào tất cả các bạn, người bạn quen thuộc Trung Phạm, Mr. Cường, giám đốc sáng tạo cùng với vị khách mời có dòng kinh nghiệm. Tết đến xuân sang hàng ngàn câu chúc. Ngày hôm nay là số đặc biệt của Trendy Selection và hãy cùng chúng ta gặp lại những người bạn để nghe cảm nhận của họ về chương trình xu hướng lựa chọn. Khi nói đến chương trình xu hướng lựa chọn, tôi nghĩ ngay đến Ceramic Expert, chuyên gia gạch ốp lát. Đối với tôi, chương trình xu hướng lựa chọn như một thư viện ý tưởng cho không gian sống của các bạn. Sang năm mới, tôi mong muốn Trendy Selection, xu hướng lựa chọn, đem thêm nguồn cảm hứng hơn nữa đến ngôi nhà bạn. Trendy là nơi thể hiện gu và phong cách riêng. Vì vậy, khi nghĩ đến Trendy, giúp tôi sẵn sàng theo phong cách của bản thân. Xu hướng kiến trúc được áp dụng vào sản phẩm thực tế, đó là điều mà Phương nghĩ tới khi xem bộ sưu tập Trendy Selection. Tôi xin được chúc cho nhóm Trendy luôn giữ vững phong độ và sang năm 2021 sẽ ra được nhiều số hay và ý nghĩa hơn nữa. Khi nghĩ về chương trình, em luôn thấy giống như có một luồng gió mới tươi mát, trong lành và tràn ngập hương sắc mùa xuân. Nhân dịp đầu xuân năm mới 2021, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cùng quý nhà phân phối, khách hàng một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, cùng chúc tân xuân. Nhân dịp năm mới, tôi chúc tất cả mọi người vạn sự như ý. Chúc một năm mới sức khỏe, phúc lộc đầy nhà. Chúc mừng năm mới. Chúc cho đi một năm mới thêm sung để mỗi số mới sẽ là một trải nghiệm mới. Nhân dịp năm mới, chúc các bạn một năm mới hạnh phúc đủ đầy. Cũng chúc cho mọi người luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, tiền vào bạc tỷ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí và luôn cười hi hi, cung hỉ cung hỉ. Chúc những người bạn của Trendy một năm mới phồn vinh tài lộc. Thanh Loan cũng xin gửi tới tất cả những người bạn yêu quý của Trendy Selection một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và ngày hôm nay Trendy cũng không quên giới thiệu một bộ sản phẩm mới với công nghệ hạt men đặc biệt, hiệu ứng Calvin Gold và hạt Crystal Gold với màu vàng ấm áp và lấp lánh, hy vọng sẽ mang tới nhiều may mắn cho tất cả chúng ta.